Trang Ý Hàm là một nữ diễn viên nổi tiếng xứ Đài. Cô sinh năm 1982 và bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách tham gia một chương trình tạp kỹ. Tuy lúc ấy mới 20 tuổi, nhưng Trang Ý Hàm đã là nhân vật chính trong nhiều video âm nhạc và quảng cáo. Vào nghề đã rất nhiều năm nhưng Trần Ý Hàm vẫn giữ cho mình nét trẻ trung tinh nghịch và nhận được sự yêu mến của rất nhiều đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Cùng VGT tìm hiểu tiểu thiên hậu Trần Ý Hàm. Tiểu thiên hậu của showbiz. Trần Ý Hàm bước vào con đường diễn xuất và dần trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim thần tượng Đài Loan. Trần Ý Hàm tham gia cả phim truyền hình Đài Loan lẫn Trung Quốc với nhiều vai diễn đa dạng và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tác phẩm đầu tay của cô là bộ phim Tình Cờ, nhưng nữ diễn viên chỉ tham gia với vai trò khách mời. Sau đó cô trở thành vai nữ chính trong 3 bộ phim liên tiếp là Tôi Muốn Trở Thành Trái Hồng Giòn, Black and White, Thách Thức Tuyệt Vời. Tiểu Thiên Hậu nối tiếp thành công, liên tiếp góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình Trung Quốc với vai nữ chính trong Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, Cuộc Chiến Bảo Vệ Gia Đình, Modern Tân Nhân Loại và vai phụ trong Trường Giang Nhất Hào. Và đặc biệt là với Hạnh Phúc Gần Trong Tầm Tay, Trần Ý Hàm vừa là nữ chính, vừa là đạo diễn của phim. Đặc sắc phải nói đến Modern Tân Nhân Loại, đây là bộ phim mà Trần Ý Hàm đóng với bạn diễn là Hồ Ca, một trong những diễn viên nam nổi tiếng nhất của đại lục. Phim không chỉ nói đến tình yêu đôi lứa đơn thuần mà còn gửi gắm nhiều thông điệp về nhân sinh và tình yêu của đời người. Không chỉ thành công ở mảng phim truyền hình, Trần Ý Hàm còn có những thành tựu nổi bật khi tham gia mảng điện ảnh. Năm 2009, Trần Ý Hàm góp vai trong thể loại chính kịch mang tên Nghe Nói. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu, tình bạn, tình chị em được thể hiện qua ngôn ngữ cử chỉ một cách cảm động. Phim được chú ý vì đã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thay vì lời nói thông thường, giúp cho phim trở nên nổi bật và đặc sắc hơn nhiều so với những tác phẩm khác. Với vai diễn mới lạ ấy, cô đã đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 12. Cô còn đóng vai khách mời trong Tiên Ban Giáo Viên 2, Hoa Giáp Đại Nhân Chuyển Nam Hải, Tất Cả Những Gì Tôi Nói Là Đúng và Hình Xăm. Tiếp đó, cô cũng đã tham gia vào rất nhiều bộ phim nổi tiếng như PBS Công Lý Dân Làng, Hoa Dạng, Tình Yêu Vô Toàn Thuận, Bạn Thân, Thiên Đường Trong Quân Ngũ, Chúng Ta Kết Hôn Đi với vai nữ chính, và Trần Ý Hàm đã thể hiện một cách xuất sắc với những vai diễn của mình. Năm 2014, Trần Ý Hàm đóng phim Những Cô Gái Và Gangster là tác phẩm hài lãng mạn của điện ảnh Hồng Kông cùng với Tiết Khải Kỳ và Dương Tử San. Bộ phim kể về tình bạn phải trải qua những thăng trầm sóng gió với cuộc đời để ngày một trở nên khăng khít hơn. Một năm sau, Trần Ý Hàm vào vai diễn Trương Tiểu Văn trong bộ phim cổ trang trong Tân Bộ Bộ Kinh Tâm là một cô nàng độc thân giữa chốn đô thị hiện đại. Gần đây nhất, cô đã tham gia vào bộ More Than Blue cùng với Trương Dĩ Hào. Đây là phiên bản được làm lại từ bộ phim cùng tên của Hàn Quốc phát sóng năm 2009. Tuy đề tài phim không quá mới mẻ, nhưng đã thu hút đông đảo người hâm mộ vì sự phối hợp ăn ý và khả năng diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính. Phim đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt trong Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 23, bán hết 5.000 vé công chiếu chỉ trong 5 phút. Đặc biệt, Lưu Dĩ Hào và Trần Ý Hàm đã xuất sắc giành được giải thưởng Gương Mặt của Châu Á. 棉被吧，你的棉被。同居不交往，就这样子过了十年，没有上床。不是，K跟Queen都是可的发音。Trần Ý Hàm thử sức với rất nhiều thể loại phim, cô còn góp mặt vào thể loại phim ngắn và phim mạng như Mật Mã Hoàng Kim, Luyến Ái SOS, Ái Tình Ma Kính, Tiểu Đoàn Kịch Selena với vai nữ chính. 就算在别人眼里他是冷漠的。 Ngoài ra, cô còn tham gia lồng tiếng trong những mảnh ghép cảm xúc với vai nữ chính. Hơn thế, cô còn đóng các MV ca nhạc, Máy Bay Giấy,
Người con gái ban mai, Nỗi đau thương, Chia tay không được tách ra, cùng nhiều truyền hình thực tế khác. Trần Ý Hàm thực sự là một cô nàng đa tài khi có thể hoàn thành xuất sắc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau của nghệ thuật. Cô thậm chí còn viết lời cho 3 bài hát phim truyền hình, 2 trong số đó là nhạc phim Modern Tân Nhân Loại và còn lại là Của Hạnh Phúc ngay trong tầm tay. Cô tự viết lời và sáng tác nhạc điệu cho bài hát của riêng mình, bài hát chủ đề cho bộ Tân Bộ Bộ Kinh Tâm tên là Bộ Thư Tình Đẹp Nhất cũng do cô thể hiện. Cùng năm đó, Tiểu Thiên Hậu cùng với Tỉnh Bách Nhiên, Trịnh Sảng, Dương Dương và một số diễn viên khác hát Hoa và Thanh Thiếu Niên cho show Hoa Tỷ Đệ. Không chỉ thử thách bản thân ở rất nhiều lĩnh vực, Trần Ý Hàm còn tham gia rất nhiều hoạt động công ích để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong khoảng thời gian phát hành bộ phim Nghe Nói, công ty phân phối phim Thự Quang và tổ chức từ thiện Lòng Nhĩ đã cùng hợp tác để tổ chức một buổi từ thiện và cô không ngại ngần tham gia đội cổ vũ cho những người bị khuyết tật. Hơn thế nữa, tổ chức từ thiện Long Nhĩ hỗ trợ quay một loạt 10 tập của lớp học ngôn ngữ ký hiệu vào tháng 11 năm 2009 mỗi sáng, chiều và tối ở châu Á, góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng về ngôn ngữ của đối phương, làm gắn bó mối quan hệ giữa người với người. Trần Ý Hàm ghi điểm trong mắt khán giả không chỉ bởi ngoại hình trong sáng, tài năng toàn diện mà còn là một người con gái ấm áp và giàu tình thương. Với những nỗ lực không ngừng của mình trong sự nghiệp, Trần Ý Hàm đã gặt hái cho mình được những thành tựu đáng kể, nổi bật phải nhắc đến giải thưởng nữ diễn viên truyền hình hàng năm 2009, giải thưởng thần tượng hàng năm của đêm hội Cosmo 2015, giải thưởng nữ hoàng hàng năm của NetEase 2016. Chưa hết, cô còn giành được những giải thưởng nhỏ như người nổi tiếng thứ 3 trong năm của danh sách cuối năm 2009, Reg.cc, vị trí thứ 3 giải thưởng phổ biến năm 2012 của Y Celebrity Entertainment. Trần Ý Hàm hoàn toàn xứng đáng nhận được sự công nhận từ những đạo diễn và người hâm mộ trong và ngoài nước của mình. Giờ đây, nàng diễn viên đã tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc, bạn trai của cô là đạo diễn của bộ phim 16 mùa hạ. Trần Ý Hàm đã chia sẻ cảm xúc vui sướng của mình trên Weibo đến với tất cả mọi người. Đúng vậy, chương mới của cuộc đời đã được mở ra. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, tôi thật sự hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho Tiểu Thiên Hậu đa tài của Cbiz và hãy cùng chờ đợi xem Trần Ý Hàm sẽ mang đến điều gì bất ngờ trong một tương lai không xa nhé. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.